Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Lightroom. Và ở trên phiên bản này, nếu như các bạn muốn làm mà các bạn không có Lightroom, các bạn có thể làm trên Camera Raw. Ở trên Photoshop nó cũng tương tự luôn nha. Thì chúng ta sẽ blend một cái màu mà nó hơi trầm buồn một chút ha. Kiểu màu kiểu tương tư, kiểu vẫn kiểu thế, mình không biết mô tả sao nữa. Rồi, ok, nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình thì nhấn nút like, nút subscribe và nút đăng ký đó ha. Và vừa rồi thì mình có nhận được một tin nhắn từ bạn Anh Sơn. Anh Sơn thì chắc mọi người cũng đã biết tên rồi, chủ nhân của một số cái stock cũng khá là nổi tiếng dạo gần đây. Ví dụ như là những cái stock mà mình làm ở trên YouTube của mình. Cái stock mà đây, mình mở cho anh em xem cái này để anh em nhận ra bạn Anh Sơn ha. Đây, stock, đây nè, stock này nè, của anh Sơn này ha. Cái stock này là stock của anh Sơn đó, thì mình nghĩ là đã có nhiều bạn cũng biết rồi. Rồi, đại khái là hôm bữa ông kiểu như là chắc cho mình một cái chủ đề, mình cho mình một cái chủ đề, một cái màu để mình có thể plan và làm một cái video cho anh em. Thì đây, đó, ông cho mình cái một clip của bên Tungkur. Đây, à, cái màu mình nói là cái màu nghe nó hơi thê thảm. Màu gì đâu mà nó buồn. Đó, các bạn có thể thấy là cái màu này nó gần như là gạt đi rất là nhiều những cái màu khác, và nó giữ lại một cái kiểu tâm trạng mà nó rất là chìm á, anh em hình dung không, kiểu nó rất là lắng đọng luôn á. Đây, chờ xíu để cho, ôi trời, người mẫu vẽ vào mặt luôn kìa. Đó, cái kiểu màu như thế này. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng cách làm cái kiểu style màu này ha. Rồi, stock thì ở đây mình đang sử dụng stock của bạn Anh Sơn luôn. Stock này thì mình sẽ xin phép anh Sơn, và nếu anh Sơn cho phép thì mình sẽ để cái link download ở ngay phía dưới phần comment, phần description, phần mô tả, hoặc là ở cái comment ghim, cái bình luận được ghim lên á, anh em vô đó và click cái link để tải về và cùng thực hành giống mình ha. Thì đây mình đang sử dụng Lightroom, và như mình nói rồi, nếu như anh em sử dụng Camera Raw thì nó y chang, tương tự 100%, không khác gì cả. Ok ha. Rồi, mình phân tích mỏng một chút thì ở đây các bạn có thể thấy là cái màu của chúng ta này đa phần đó là một cái tông rất là lạnh, và đặc biệt ở phần da thì các bạn có thể thấy là cái phần tông nóng á, tông nóng của da nó gần như được khử toàn bộ, và nó cho mình cái kết quả nó khá là trắng hồng, kiểu như vậy, khá là trắng hồng. Đó, và ánh sáng thì nó rất là tối, tối sáng, và nó đa phần là tối, đại khái là cái contrast hoặc là cái tổng thể chung của nó là tối. Thì nếu như gọi là tối như vậy á, thì nó không hẳn thuộc về cái chuyện là chúng ta giảm sáng ở đây, không phải chúng ta giảm sáng basic, mà nó là chuyện về cái bối cảnh mà chúng ta setup. Ví dụ như là ở cái bối cảnh này đi, thì bạn Anh Sơn với bạn cũng đã chụp ở một cái bối cảnh có ánh sáng rất là nhẹ ha, rất là nhẹ, ISO cũng tương đối cao, các bạn có thể thấy. Cho nên là với cái màu này thì các bạn sử dụng cho ảnh có style chụp tương tự như này là ok. Còn trường hợp các bạn tự nhiên các bạn làm theo kiểu stock của bạn Duy Tùng, đúng không? Stock này là của bạn, nếu mình không nhầm, đâu mình coi thử ở trong Infinder. Đây, stock của Tiến Trần. Stock Tiến Trần thì nó tương đối sáng ha, thành ra là cái style này nó sẽ không phù hợp với lại cái màu mà mình làm ngày hôm nay ha. Các bạn nếu như chụp cho bạn gái chẳng hạn như vậy, chụp style gọi là chụp style cô đơn, style quằn quại, style chia tay, style đau khổ á, mà chụp cho bạn gái á, thì rủ bạn gái vô trong những cái chỗ mà nó hơi tối tối chút xíu ha, cái bối cảnh hơi tối tối chút xíu, anh thiếu sáng một chút ha. Rồi, và chụp để ISO cao lên tí để cho nó lấy được nhiều chi tiết, đặc biệt là ở những cái chi tiết tối như thế này. Thì với cái hình này thì mình sẽ sử dụng cái hình này đi ha. Rồi, hình này á, thì đầu tiên mình sẽ căn chỉnh ánh sáng chút xíu. Mình sẽ tăng giảm highlight shadow, white và black thì mình sẽ để tầm này ha. Ánh sáng thì mình tăng sáng lên chút xíu để cho nó thấy sáng chút. Contrast mình giảm đi. Lý do tại sao? Lý do là bởi vì mình muốn lấy được nhiều cái chi tiết ở trong khu vực tối ha, để cái lúc mà cái ảnh mà các bạn post lên Facebook á, nó không bị giảm cái chất lượng. Nó khi các bạn up hình lên Facebook á, cái chất lượng nó giảm xuống, thì nếu như các bạn làm cho cái phần tối nó tối quá
Khi các bạn up lên thì ở cái khu vực tối hẳn như này nó sẽ thành nguyên một cái cục màu đen, nhìn nó rất là buồn cười và nó xấu ha. Cho nên là cố gắng lấy được nhiều chi tiết một chút. Đây cũng là lý do tại sao mình nói các bạn để cái ISO cao tí ha, để ISO cao một tí. Rồi, thông số ánh sáng mình để tương tự như vậy thôi, highlight giảm chút, shadow mình tăng nhẹ và contrast mình giảm tí ha, đơn giản vậy thôi. Vibrance mình tăng nhẹ nhưng mà saturation mình sẽ giảm xuống để cho cái toàn bộ tông màu của chúng ta nó thấp hẳn xuống như này. Ok ha. Đây là trước. Sau. À, đơn giản vậy thôi. Cái texture thì mình sẽ tăng lên xíu nhưng mà clarity mình sẽ giảm bớt đi. À, dehaze mình tăng nhẹ lên một tí, một vài thôi. Đó, mình sẽ có kết quả như này. À, rồi bây giờ chúng ta xuống tới cái tone curve. Tone curve thì mình làm rất đơn giản thôi. Mình sử dụng cái adjust ở ngoài này ha và mình đẩy cái phần mid tone lên chút xíu để mình lấy cái chi tiết ở vùng 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 trung tính ha. Và shadow mình giảm xuống xíu để mình tăng cái contrast lên. Mình sẽ có kết quả kiểu như này. Đó, tầm tầm này đi, mình nghĩ tầm tầm này là ok. Trước sau. Ok ha. Rồi. Mình sẽ tới cái phần căn chỉnh màu sắc ở calibration trước đi. Rồi, calibration này thì mình sẽ làm cho cái phần nãy mình quên nói cái chuyện mà cái ảnh đây, cái ảnh stock nó có thể thấy là đa phần là màu gốc và chúng ta không có làm cho ám màu, không làm cho ám màu ha. Các bạn thể thấy là phần shadow này nó không có bị ám cái màu nào lên cả, và cái phần white ở cái khăn ăn khăn khăn giấy chẳng hạn như vậy nó cũng không có bị ám màu gì lên. Thành ra là chúng ta sẽ không sử dụng tới những cái phần mà làm ám màu, ví dụ như là tone curve mà ở cái đoạn là RGB red green blue, hoặc là color grading, hoặc là split toning. Nếu như các bạn sử dụng phiên bản cũ thì nó sẽ là thay cho cái color grading, nó sẽ là split toning, thì chúng ta sẽ không dùng những cái tính năng mà nó bổ sung thêm màu vô, bởi vì chúng ta sẽ cần nó trong trẻo ha. Rồi quay trở lại cái calibration ở đây á, thì mình sẽ blue mình tăng nhẹ chút xíu thôi. Rồi, đặc biệt là ở phần green này mình sẽ tăng tăng nó lên và giảm saturation xuống chút xíu. Rồi, lý do tại sao mình tăng cái green primary. Lý do như này nè, cái tính năng calibration á thì nó hỗ trợ chúng ta điều chỉnh cái gam màu sơ cấp của RGB ha, là red, green, blue. Thì các bạn có thể lên Google, đây các bạn sẽ search là RGB wheel. Đó, RGB wheel ha, kiểu cái bánh xe màu RGB, để mình phân tích cho các bạn dễ hình dung. Đây. Đây đây RGB của chúng ta đây ha. Đây là RGB này. Đây là red, green, blue. Thì các bạn sẽ thấy ở cái phần vùng da của người mẫu á, cái phần vùng da á nó phần màu kem và màu vàng. Đúng không? Thì nếu như mình tăng cái green primary để mình chuyển cái màu xanh lá cây sang màu xanh dương đậm như thế này á, thì nó sẽ làm cho cái phần phần màu vàng này nó bớt vàng đi. Em hình dung không? Nó sẽ bớt vàng đi, tại vì cái phần hòa trộn của màu xanh lá cây và màu đỏ lúc đó nó sẽ không còn nhiều chi tiết vàng nữa, bởi vì mình chuyển cái màu xanh lá cây sang cái dạng đây, đây là xanh lá cây bình thường. Ha, nếu như ở trong ảnh các bạn những cái chi tiết màu có bóng đèn xanh lá cây thì nó sẽ là bình thường. Tuy nhiên khi mình chuyển qua bên này thì cái hệ màu xanh lá cây nó sẽ được chuyển sang cái một màu xanh mát hơn, và cái màu xanh mát đó nó cộng với màu đỏ, cái kinh đỏ sơ cấp á, thì nó sẽ tạo cho chúng ta cái màu kem, hoặc là màu màu cái tông màu kem vàng á, nó hồng hơn, nó hồng hơn ha. Cho nên lý do tại sao mình tăng cái green primary lên là bởi vì vậy. Chúng ta sẽ có kết quả là cái tông màu da của chúng ta nó sẽ hồng hơn rất là nhiều. Đây là trước sau ha. Đây ví dụ như là mình không có tăng primary này, hoặc là mình giảm green primary, thì các bạn sẽ thấy cái da của chúng ta nó bị đó, nó sẽ vàng lên như này, vàng vọt lên. Và khi mình tăng lên thì cái màu xanh lá cây của chúng ta á, màu sơ cấp á, nó sẽ mát hơn, nó cộng với màu màu đỏ và nó sẽ cho chúng ta cái màu kem nó mát mắt hơn ha, nó hồng hơn. Rồi giảm saturation là bởi vì mình không muốn nó rực quá thôi, đơn giản vậy thôi. À, ở đây nó có một cái vết kiểu như là vết bóng hay là đai nước mắt thì vậy, mình sẽ sử dụng cái xóa này để mình bỏ cái nước mắt này đi ha, tại vì nó hơi bóng bóng lên nhìn nó cũng không có tự nhiên lắm ha, mình bỏ bớt đi. Rồi à, đơn giản vậy thôi. Rồi cái calibration đơn giản là mình làm tới đó ha. Rồi tới phần HSL color thì đây chúng ta có hue, saturation và luminance ha. Ở phần hue thì mình sẽ làm cho phần xanh lá cây của chúng ta mát hơn tí mát hơn chút ha. Yellow thì mình sẽ chuyển nó sang màu hơi kem kem như thế này,
yellow chuyển sang màu kem. Tại vì cái phần yellow ở trên da của chúng ta mình muốn nó rất là matte. À, ví dụ như là ở trong cái hình 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 mẫu đi, các bạn có thể thấy là ảnh chúng ta nó rất là matte luôn. Thành ra là cái những cái sắc tố màu vàng ở trong hình á, đặc biệt ở phần da người, bởi vì chúng ta chụp ở trong cái bối cảnh là chụp thiếu sáng, thì chúng ta có thể giảm cái phần màu vàng đi. Đặc biệt nếu như các bạn chụp ở những bối cảnh mà có ánh đèn vàng chẳng hạn như vậy, thì chúng ta càng phải giảm cái phần màu vàng đi ha. Giảm màu vàng đi bằng cách chúng ta có thể sử dụng HSL này. Ở những cái phần yellow các bạn có thể giảm đi bao nhiêu đó cho nó phù hợp ha, tùy hình. Yellow, orange mình tăng nhẹ lên chút xíu và đơn giản như vậy thôi. Rồi, saturation thì mình sẽ giảm những cái gam màu trên màu da người, bao gồm là red, orange và yellow ha, là màu đỏ, màu cam và màu vàng. Tuy nhiên nếu có giảm thì giảm màu vàng nhiều nhất, giảm màu đỏ vừa vừa, còn màu cam ít giảm ha, màu cam ít giảm. Đó là cái thứ tự mình nói cho các bạn luôn á, để mà chúng ta có một cái màu nó hồng hào, nó tự nhiên. Tại vì nếu như các bạn giảm cái màu yellow á, màu yellow thì nó là một cái sắc tố mà chúng ta thấy rất là thường xuyên ở những cái phần da mà nó không được hồng. Thì khi các bạn giảm cái sắc tố màu vàng đi thì nó sẽ đẩy cái phần màu cam và màu đỏ lên và nó làm cho da của chúng ta nó hồng hào hơn ha. Cho nên cái phần màu tự nhiên nhất của da là phần màu kem, thì các bạn cố gắng giảm ít thôi giúp mình để cho phần da nó tự nhiên hơn ha, và nó không có bị trắng ẩn ra gì. Nó rất là buồn cười nếu như các bạn giảm cái orange quá nhiều, nó sẽ bị như thế này, nhìn nó buồn cười lắm. Cho nên là đừng giảm nhiều màu kem ha, giảm nhiều màu vàng, giảm vừa vừa màu đỏ và giảm ít màu kem. Đó là cái thứ tự để các bạn có thể làm được một cái chỉnh màu da cho nó ok ha. Còn màu green này thì mình cũng sẽ giảm luôn, lý do là bởi vì sẽ có nhiều cái trường hợp. Ví dụ mình muốn lưu nó thành một cái preset chẳng hạn như vậy, thì sẽ có nhiều trường hợp mà trong nhà nó xuất hiện màu xanh. Cái màu xanh á, thì nó cũng na ná với lại cái phần màu, nó na ná với phần màu 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 màu, màu nóng của chúng ta. Thành ra là mình cũng sẽ giảm nó đi để chúng ta duy trì cái phần màu xanh dương là nhiều nhất. Gam màu xanh dương mình thấy nhiều nhất trong ảnh thì mình cảm thấy ok. Đó, trên đây mình sẽ có kết quả như thế này ha. Luminance thì mình sẽ làm sáng cái phần da lên, làm sáng phần da lên. Làm sáng lên là bởi vì chúng ta có cái bối cảnh ở xung quanh nó tối rồi, thành ra là cái phần da mình sẽ cho sáng lên chút. Green thì cũng sẽ cho sáng luôn. Đó. Rồi, ok thì chúng ta sẽ có kết quả nó là như thế này ha. Chủ yếu là phần da thôi, tại vì chụp trong bối cảnh đơn giản mà, thì nó sẽ có kết quả cuối cùng như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với lại cái white balance là cân bằng trắng ha. Cân bằng trắng ở đây các bạn sẽ nhìn lên cái histogram giúp mình. Đấy, có cách nào mình mở rộng histogram không? Đấy, có vẻ là không. Rồi, nhìn ở phần highlight giúp mình ha. Các bạn sẽ thấy là cái phần màu đỏ, màu vàng đang trội hẳn lên khá là nhiều. Thì mình sẽ giảm cái temperature xuống. Giảm xuống để chi? Để cho cái phần màu đỏ, màu vàng đó nó bớt đi ha, nó bớt đi. Đó, và chúng ta có kết quả như này. Đây là trước, sau ha. Ở đây có vẻ hơi thiếu sáng tí, mình có thể tăng sáng lên. Tăng sáng lên, có thể tăng cái. Rồi. Phần màu tím các bạn có thể tăng lên để chúng ta coi thử coi có đủ lạnh hay không. Tại vì thông thường nếu như nó bị ám màu xanh lá cây, ví dụ như này nè, đó nó cũng sẽ cảm giác nó hơi bị nóng ha. Mình sẽ tăng cái phần tin lên một tí thôi. Rồi, chúng ta sẽ có kết quả. Đây là trước, sau, trước, sau. Kéo đơn giản rồi đúng không anh em? Rồi, để cho ảnh nó mịn hơn thì mình sẽ sử dụng cái detail ha. Mình tăng sharpening lên chút xíu, tăng cái masking của sharpening. Và ở cái noise reduction mình tăng mạnh, mạnh dạn tăng mạnh lên cho mình, tại vì mình muốn cái ảnh nó mượt nhất có thể. Và có thể các bạn sẽ có thể retouch cái tấm hình này ở trong Photoshop nữa, thì có thể làm cho noise vừa phải ha, bởi vì chúng ta có thể retouch lại thêm. Rồi, lens correction thì mình sẽ bật cái remove chromatic aberration, nhưng mà mình sẽ không bật cái profile correction. Các bạn đừng check vào đây. Lý do là bởi vì khi các bạn bật cái enable profile correction lên á, thì nó sẽ làm cho, nó sẽ khử những cái lỗi của cái ống kính, khử những cái lỗi của tiêu cự. Và khi các bạn khử lỗi đi á, thì cái phần tối góc nó sẽ bị khử mất. Nhưng mà ở những cái bức ảnh mà mình muốn cho nó có một cái độ sâu như thế này á, thì mình sẽ không có bật, mình sẽ không khử cái lỗi, nó gọi là cái lỗi bị tối góc đi. Tại vì mình muốn tập trung ánh sáng nhiều ở trong phần center, là ở trong cái phần trung tâm ảnh ha. Chúng ta có cái điểm nhấn hơn ha. Đại khái là vậy. Rồi, và chúng ta có kết quả cuối cùng là như này. Đây là ảnh trước sau. Mình sẽ để ảnh before after cho các bạn dễ hình dung. Đó, đây là ảnh trước và sau khi chúng ta chỉnh ha. Các bạn có thể tăng giảm cái ánh sáng làm sao đó cho nó phù hợp, hoặc là các
Các bạn có thể sử dụng cái brush để các bạn bôi tối ở những khu vực mà các bạn muốn cho nó tối đi. Đây, mình sẽ làm giảm sáng ở những khu vực phía bên này. Đây, mình sẽ giảm sáng nó đi. Các bạn có thể bật cái auto mask lên, auto masking lên để cho nó tự động nó dính vô những cái phần sáng ha. Mình sẽ giảm highlight này, giảm exposure một chút thôi, đừng nhiều quá. Rồi, kiểu như vậy. Done. Rồi, đơn giản như vậy thôi ha. Và đây là trước sau ha. Thì mình sẽ để hiển thị toàn cảnh. Đây, đây là trước và sau. Trước, sau ha. Các bạn muốn sáng mặt ăn tiền hơn chút xíu thì có thể sử dụng cái radio nè, radio filter, chúng ta tăng sáng nhẹ lên, có thể tăng shadow lên. Và mình sẽ bôi vào phần mặt. Đây, phần mặt như thế này ha. Các bạn có thể tăng exposure lên coi thử. Tí xíu thôi, đừng nhiều quá nó ảo lắm. Rồi. Đó, kết quả cuối cùng là mình sẽ có kết quả như này. Mình cảm thấy cũng khá ok. Và ở đây mình có thể synchronize qua những cái ảnh khác. Mình giữ phím shift, chọn thêm những hình khác. Và mình synchronize qua thôi, là đồng bộ qua thôi ha. Thì ví dụ như là mình coi thử ở những cái ảnh này, mình cảm thấy ổn chưa? Nếu chưa ổn, mình lại tinh chỉnh lại tiếp. Ví dụ như ảnh này thì nó lại hơi sáng nè. Hơi sáng thì chúng ta có thể giảm sáng đi. Giảm sáng đi chút. Đó, tầm này thôi ha. Rồi, ở góc này có phải hơi nhiều thì mình có thể crop lại. Và để crop nhìn cho nó gọi là crop có ý đồ một chút thì mình có thể để cái bố cục kiểu như này. Đó, lý do tại sao mình chọn đây. Cái bố cục mình đang để là 1/3 ha, bố cục 1/3. Mình để điểm nhấn là mặt của người mẫu ở ngay giữa cái điểm này, là điểm trung tâm và chúng ta dễ tập trung. Enter cái. Và các bạn sẽ để ý tại sao mình để khoảng trống ở phía sau nhiều, là tại vì mình muốn tạo cái cảm giác hơi bí bách một chút. Thành ra là mình sẽ để cái phần trống ở phía trước mặt người mẫu nó ít hơn so với lại phía sau ha. Và nó làm cho nó cái ảnh của ta cảm thấy nó bí bách hơn và nó trầm tư hơn ha. Ở đây các bạn có thể rảnh tay xóa giúp mình cái cột cắm trên đầu này đi để cho đẹp hơn ha. Còn lại thì đó, đơn giản là như vậy thôi. Các bạn có thể tạo thêm những hiệu ứng khác nếu các bạn muốn. Thì cái hiệu ứng, cái blend màu này thì mình cảm thấy nó cũng rất là ok và khá là tâm tư, dễ dùng nữa. Thực ra là dễ dùng nếu như các bạn chụp trong nhà ha. Thì nếu như các bạn có bất kỳ một cái yêu cầu gì, hãy comment phía dưới cho mình biết. Ở video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Mình có nhiều những cái bộ preset blend màu tự động, ví dụ như là những cái bộ deluxe, bộ light preset dành trong trẻo chẳng hạn như vậy. Những cái bộ mà nó về bộ phim kiểu như thế thì các bạn có thể coi thêm ở trang store.hoangphucphoto.com ha. Cái link mình để dưới phần phần mô tả của video ha. Rồi, ok, thì đơn giản như vậy thôi. Cái tút này mình dừng lại đây nhé, bởi vì mình thấy màu như này cũng khá là ok rồi. Và ở phía này mình có nhiều những cái video khác. Cảm ơn bạn Anh Sơn đã cho mình cái chủ đề và cho mình mượn cái stock để mình có thể làm được cái video này cho anh em. Bye bye, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo.